Xin chào mọi người, hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người một cái phần mềm tính toán kết cấu trong cái khóa học ETAP Pro, đó là phần mềm ETAP 2013. Phần mềm này là một phần mềm tính toán kết cấu chuyên nghiệp và hiện đại nhất hiện nay. Trong cái khóa học ETAP Pro này thì các bạn sẽ được trải qua 3 level Pro, nó Pro 1, Pro 2, Pro 3 và level VIP. Level Pro 1 thì các bạn sẽ biết cách ETAP dùng để làm gì, các cái cài đặt về ETAP, tổng quan ETAP và các bước cần làm trong ETAP. Pro 2 thì các bạn tiến hành với các bước như xây dựng mô hình trong ETAP, khai báo đặc trưng tiết diện, nhập tải trọng trong ETAP. Pro 3 là tổ hợp tải trọng và chất nội lực trong ETAP, kiểm tra kết cấu. Và Pro 4 gọi là cái VIP cuối cùng, gọi là level VIP, là tính toán gió động và tính toán động đất. Thì trong cái khóa học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn step by step từng bước để các bạn có thể cầm tay chỉ việc làm thực hành với một công trình mẫu. Trong khoa học tôi cung cấp luôn lý thuyết đi kèm với một công trình mẫu để các bạn từ lý thuyết các bạn áp dụng vào thực hành cho mình. Đồng thời tôi sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ các cái bảng tính toán Excel phục vụ cho công trình. Giả sử bạn nhìn ở đây, đó có thể là bảng tải trọng cho công trình, có thể là một cái bảng Excel tính về tải trọng gió. Tôi sẽ cung cấp đầy đủ các bạn. Tôi chỉ không chỉ cung cấp cho các bạn các bảng tính này mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bảng tính này. Đồng thời trong mỗi bảng tính sẽ đều có một cái lý thuyết để bạn hiểu là tại sao tôi lại có cái công thức ở trong cái bảng tính đó như vậy. Đồng thời bạn cũng được hướng dẫn làm nào để chúng ta lập được một cái mặt bằng kết cấu chuẩn, chính xác và hiệu quả. Làm sao chúng ta sẽ chọn được các tiết diện kết cấu hợp lý và tiết kiệm. Đó thì tất cả cái điều đấy sẽ có trong khóa học ETAP Pro của tôi. Thêm nữa tôi còn cung cấp cho các bạn các cái tiêu chuẩn mới nhất trong cái phần mềm tính toán kết cấu. Đó để các bạn có thể vừa tra cứu lý thuyết vừa tra cứu tiêu chuẩn. Tại vì bây giờ chúng ta làm cái gì chúng ta cũng căn cứ trên tiêu chuẩn. Đó, tôi sẽ cung cấp đầy đủ các bạn không phải mất công đi download nữa. Kèm theo tôi sẽ trình bày rõ cho các bạn cái từng cái lý thuyết của một các mục phải làm là gì. Ví dụ các bạn có thể tham khảo phần kết cấu khung, tôi sẽ lưu rõ cho các bạn các bước thiết kế là gì, các giai đoạn thiết kế. Được chưa? Đồng thời tôi chỉ cho các bạn 13 bước tính toán kết cấu cho một công trình nhà cao tầng. Đó, thì đấy chỉ là một phần nhỏ trong cái khóa học mà tôi muốn giới thiệu với các bạn thôi. Các bạn đi sâu vào khóa học sẽ có rất nhiều thứ để các bạn trải nghiệm nữa. Các bạn có thể tham khảo một cái kết cấu, một cái bài học như thế này. Đó, thì các bạn sẽ được khám phá là nội dung của bài học chúng ta sẽ là gì. Chúng ta sẽ được xem cái video thực hành của ngày hôm đó. Chúng ta sẽ được làm bài tập và cung cấp các cái file kết cấu, file Excel, được chưa? Đó thì đấy là một cái mô hình học online, tức là các bạn vừa học lý thuyết vừa học thực hành. Sau khi các bạn học được một thời gian, tôi sẽ add các bạn vào group để hỗ trợ bất kỳ bạn lúc nào, hỗ trợ bạn trọn đời. Và đó chính là những cái quyền lợi, những cái đặc quyền trong khóa học ETAP Pro, là cũng là cái ưu thế khác so với những cái khóa học khác không có được ở ngoài kia. Và nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia tính toán kết cấu, bạn hãy click ngay vào cái link đăng ký ở dưới đây. Click ngay vào cái link đăng ký ở dưới đây để tham gia khóa học. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học.